Hôm nay chúng ta sẽ đi thăm vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai là một điểm linh thiêng của Phật giáo. Bởi vì cách đây hơn 2600 năm, Đức Phật đã thuyết pháp chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại nơi này. Đức Phật đã nói bài kinh chuyển pháp luân, bài kinh vô ngã tướng cho năm anh em Kiều Trần Như. Tại vườn Lộc Uyển này, Đức Phật đã thành lập tăng đoàn trong lịch sử Phật giáo. Bạn Ngọc Như bữa nay lần đầu tiên với là tới đất Phật. Bạn Ngọc Như rồi có khỏe không? Rồi rồi có cảm giác như thế nào? Bạn Ngọc Như thấy rồi cái an lạc hạnh phúc, rồi có cảm động gì không khi mà mình Phật tử rồi tới đây, mặc dù là mình không sinh thời với Đức Phật, nhưng mà mình rồi cách đây hơn 2600 năm mình vẫn được về nơi mà ngài chứng tích là nơi là Đức Phật đã thuyết pháp đầu tiên tại nơi này. Bạn Ngọc Như có cảm động không? Con đi để nhìn cho biết cái thời nhưng mà bây giờ nó khác thời xưa hết rồi. Khác thời như đọc xưa. Trong sách là nó khác, còn bây giờ ngày xưa khác. Thì là ở đây là có nhiều cây cối xung quanh rất là nhiều. Đây là một cái khu rừng. Bây giờ thì cách đây hơn 2600 năm. Vườn Lộc Uyển hay còn gọi là vườn Nai hiện nay tọa lạc ở thị trấn Saranat thuộc thành phố Varanasi, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cách sông Hằng 13 km. Sau khi Samugotama thành đạo dưới cội cây Bồ Đề linh thiêng ở Gaya, thì ngài du hành đến Acipatthana, có nghĩa là vườn Nai, tham gia và giảng dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Ngài đến bởi vì ngài nghĩ rằng ngài quán thấy chư vị sẽ nhanh chóng thông hiểu giáo lý. Trong khi du hành đến Saranat, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phải băng qua dòng sông Hằng. Vì không có tiền để trả cho người chở phà qua sông, ngài đã đi băng qua dòng sông Hằng xuyên qua không gian. Đức Phật đã dùng phép thần thông xuyên qua không gian và tới bên bờ bên kia sông. Khi vua Bimbisara Tằng Bà Sa La nghe được điều này, thì vua đã bãi bỏ việc thu thuế cho các nhà tu khổ hạnh. Khi Đức Phật tìm thấy năm người bạn cũ, có nghĩa là năm anh em Kiều Trần Như, thì ngài đã giảng pháp cho chư vị và chư vị đã hiểu và đạt được giác ngộ. Tại thời gian này, tăng già, tăng đoàn của những vị giác ngộ ra đời và bài thuyết pháp đầu tiên Phật giảng cho năm vị tỳ kheo. Bài pháp đầu tiên được Đức Phật dạy cho năm vị tỳ kheo đó là Dhamma Kakkappa Vattana Sutra, là kinh chuyển pháp luân. Trong ngày rằm của tháng Asaha, có nghĩa là rằm tháng 5, tháng 6 tại Ấn Độ, Đức Phật sau đó ngài cũng ở tại vườn Lộc Uyển, thì ngài đã an cư mùa an cư đầu tiên, và lúc đó thì tăng già phát triển được 60 vị tỳ kheo. Tại vườn Nai, Đức Phật đã giảng về tứ diệu đế, đó là sinh già bệnh chết gây nên đau khổ. Muốn diệt được khổ thì phải tìm nguyên nhân của khổ là bởi tham sân si, và sau đó phải diệt khổ bằng bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Sau khi nghe được Phật thuyết pháp thì cả năm anh em Kiều Trần Như đều tỏ ngộ và một lòng tu theo Phật. Sau đó năm vị đã trở thành năm người đệ tử đầu tiên của Đức Phật và cũng là những hạt nhân đầu tiên của tăng đoàn.